sẽ 50 ớt để ăn xài. Ăn xài mình ăn xài ngọt lắm nha. Đưa đầu lên trời ăn thôi. Hết rồi. Không có được nè, nóng nè. Nóng đâu càng đâu. Tôi nói hết rồi. Hết hết rồi. Mình đi dùng mày qua mình đi dùng mình. Đó nó hết chưa? Rồi. Người đâm đâm muốn nhất. Thì bây giờ mình quay chú mình nha các bạn. Cái này trong ngày có 2-3 trái nhiều. 2, 3 mình sẽ đâm muối ớt thật là cay. Mình thử thách ăn xài sống đó, mình ăn nhưng mình ăn xài nó ăn ngộ mà xài nó còn dính trên cái cây như vậy. Trời, cối này là đồ cổ rồi vậy, từ thời ông cố này lại tới giờ mua không có bán. Còn nếu quý khán giả thấy muốn mua thì điện tôi đỡ cho thọ chứ bán rẻ là không nhiêu nha. Phải rửa cho sầu nó cứ giả để xịt thuốc sâu này nguy hiểm. Trời ơi nha ha. Trời muốn xúc. Đây đây. Tắt đi. Sâu, chà chào. Qua chua. Chua hả? Ừ. Ăn mà không dùng tay, ăn có lạ. Thấy kỳ quá. Không được rồi. Không được chứ. Bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Mình sẽ ăn không dùng tay nha các bạn. Rồi. Nãy mình ăn không được, cho nên đổi cho nhỏ em nó ăn thế. Khó ăn quá. À, rồi. Ừ. Rồi, cắt được miếng nữa. Đây. Anh mà kiếm cái nào nhìn phụ mới đưa vô hậu. Ok, rồi. Rồi. Đây mời các bạn nha. Cái này nè. Chưa hả qua nha. À. Rồi. Rồi. Trời ơi, giờ cầm tay rồi. Thôi quý nhà em này ăn không được rồi. Thua rồi. Mấy người khác. Đâu ai nha các bạn. Thôi ơi, từ từ. Từ từ. Giờ tới mình nha. Tại cái thấp quá, phải mượn đứa đấy. Được không? Ừ. Ừ. Ngon các bạn ơi. Làm cắn lại cái nữa hả? Đấy, cao vô, đó, hấp xuống. Đã bự ra. Bây giờ quý khán giả ơi, ăn cái kiểu kia không được rồi. Tức quá, giờ lấy nguyên trái ăn luôn rồi. Game của Active Sky ăn rồi, trời ơi. Dữ dằn. Nó bự mà. Ừ. Rồi cho quý giả coi. Thi ăn cái gì vậy ta? Thi ăn ớt. Chào. Trời không có chua. Ngọt. Trời phát nữa nè. Mình sẽ kêu người vô hết nha các bạn. Đoàn nào vô.
nói gà. Đố viên giả thấy bao lâu ta không? Đố viên giả là nam hay nữ? Các bạn ăn đi. Thì bây giờ mình ăn cho mạnh dạng anh nha các bạn. Một, hai, ba. Rớt luôn rồi. Tiếp tục mình sẽ thử thách ăn chanh với giá, ăn chanh với muối ớt. Rồi, chơi kèm gì không nói. Là ai thắng thì được 20k. Con vô nha. Cái này hàng quà là 20k luôn đó. Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình thi ăn chặt anh. Ăn chanh nhận thì được 20k. Còn ai ăn sao thì chung là 20k. Mình chào quý vị nha. Vô giúp các bạn ha. 1, 2, 3. Vô anh em ơi. Vô nha các bạn. Hai vô nha các bạn. Ừ chị chiếc sâu to nha. Mời giá ăn vô mình nè. Mời các bạn ăn nha. Đây là các bạn. Thành lập cũng được 6 tháng. 6 tháng thì hiện giờ kênh của mình được 1.480 người đăng ký. Tuy nhiên những video clip của mình phát hành thì số lượng người xem rất ít. Thì mình cũng rất mong quý khán giả trong và ngoài nước bình luận chỉ cho mình cách làm video clip nó hay hơn, thu hút được người xem. Thì nãy giờ quý khán giả cũng đã xem được video ăn xài không dùng tay, giờ chỉ dùng miệng thôi. Thì cái xài hơi lớn cho nên ăn không được. Cho nên cuối cùng mình chào khán giả. Thì lúc trước mình cũng đâu có nghĩ gì làm YouTube đâu. Tuy nhiên mình lên trên YouTube mình coi các bạn mà YouTuber nó thành công như là Sĩ Tâm, rồi Thế Tâm, rồi những người đó nó chỉ mình cách đăng ký kênh nè, rồi cách chạy sub nè, rồi cách mà lấy tạo tài khoản ASEAN. Cho nên mình đã mài mò làm được ngày hôm nay. Thì một lần nữa thì Thắng Cầu Vlog cũng cảm ơn bạn Sĩ Tâm và bạn Thế Tâm
đã hướng dẫn cho mình, hướng dẫn trên YouTube mình đã học hỏi được, tích lũy được kinh nghiệm nhỏ, cho nên mới cũng có thành quả ngày hôm nay là được 1480. Thì kênh của Thắng Cò Vlog rất mong một ngày sẽ được giao lưu với các bạn YouTuber lớn nhất trong trong nước của chúng ta, đó là Thanh Sĩ Tâm nè, Thái Tâm và những YouTuber khác. Mình cũng mong một ngày nào đó mình sẽ được giao lưu và học hỏi để kênh Thắng Cò Vlog ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.